Hello, hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Nếu như mọi người đã đọc ở dưới tiêu đề và bấm vào đây, thì chắc hẳn mọi người cũng đang đau đầu về việc môi thâm đánh son lên không chuẩn màu và không được đẹp đúng không? Vậy thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một số tip để đánh son đẹp trên cả nền môi thâm nhé. Bắt đầu luôn nào! Nguyên liệu cần có là một hộp cushion hoặc một loại concealer dạng lỏng. Tiếp theo là một hộp phấn phủ dạng bột. Tiếp đến là son. Hôm nay mình chọn một loại son thỏi và một loại son bóng và một em son dưỡng, một cây cọ môi và một pack tẩy trang. Mọi người có thể sử dụng nước tẩy trang cũng được nha. Ok, bắt đầu luôn nào. Trước hết mình sẽ dưỡng môi bằng lip serum của Ophelia nha. Đây là loại dưỡng môi mà dạo gần đây mình cực kỳ yêu thích luôn. Em này có độ plumping giúp môi căng mọng hơn. Tip của mình là mình sẽ phủ dày một lớp, sau đó để tầm 5 phút rồi dùng một miếng khăn giấy bặm bớt lớp dính bên trên và vào bước tiếp theo nhé. Mình sẽ sử dụng cushion để che khuyết điểm cho môi. Mọi người nên lấy lượng vừa đủ thôi nha, không nên lấy nhiều quá đâu. Mình blend đều và chủ yếu ở ngoài viền nha, nhậm đều và căng da môi ra để kem che khuyết điểm được phủ đều cả vân môi nhé. Tiếp theo mình sẽ sử dụng phấn phủ dạng bột để phủ lên toàn bộ môi. Bước này khá là quan trọng nha. Nếu che khuyết điểm rồi nhưng không phủ phấn, son sẽ bị mix với kem che khuyết điểm và lên màu sẽ không được chuẩn đâu. Mình dùng phấn phủ dạng bột để có một độ che phủ nhẹ nhất có thể. Sau khi môi được che phủ toàn bộ, mình sẽ bước đến bước son nhé. Đầu tiên mình sẽ sử dụng son thỏi lì của nhà Mervis. Với thiết kế bao bì sang xịn và được in hình chiếc váy cưới bên trên, Mervis là một dòng son có giá tầm trung ở bên Hàn. Với thiết kế bao bì tròn trụ cầm rất là nặng tay. Bên trong thân son có màu vàng gold được in hình chiếc váy cưới. Mình chọn màu đỏ ruby cổ điển, hợp với mọi tông da và không kém makeup nha. Mình sẽ tô một lớp ở lòng môi và dùng cọ môi để blend đều ra nha. Chất son mềm mịn và khá là pigment. Son có mùi vani ngọt nhẹ, không bị quá nồng gắt. Sau khi blend đều, mình sẽ chồng thêm một lớp ở lòng môi và tiếp tục blend đều ra. Mọi người có thể làm như vậy đến khi có độ đậm ưng ý nhé. Sau đó mình sẽ dùng cọ môi dặm nhẹ trên đầu son và viền lại môi cho sắc nét. Nếu mọi người không thích viền môi quá sắc nét thì có thể bỏ qua bước này nha. Lưu ý của mình là đối với những bạn có nền môi thâm thì không nên lựa chọn những tông màu san hô quá sáng. Những màu đặc biệt phù hợp với môi thâm thường có sắc đỏ trầm, đỏ gạch. Các bạn nên lựa chọn những tông son có sắc độ trầm sẽ dễ khô vào môi hơn. Đối với những bạn có nền môi thâm nhiều thì son thỏi sẽ là phương án lựa chọn tốt nhất để khô vào nền môi nha. Tiếp theo cũng là cách này mình sẽ thử với son bóng nha. Đầu tiên mình phải tẩy trang trước đã. Mình chọn pack tẩy trang chuyên dụng mắt môi của Arian. Dạo này mình rất mê em này. Em nó có thể tẩy trang sạch sẽ đối với những loại son lì cứng đầu nhất luôn. Em nó có một mùi cam chanh thơm mát, cùng với dạng tẩy trang có dầu nên sẽ dễ dàng lấy đi lớp son cứng đầu nhất. Và tất nhiên mình có thể sử dụng cho cả mặt luôn cũng được. Với thiết kế giảm thoát như thế này vô cùng tiện lợi cho những bạn hay di chuyển đó. Và lưu ý khi tẩy trang môi, các bạn nên tẩy trang sạch sẽ đến mức mà trên miếng bông tẩy trang không còn một chút son nào luôn nhé. Nếu làm như vậy thì tình trạng môi thâm cũng sẽ được cải thiện hơn nhiều đó. Cũng là những bước như trên, mình sẽ tu nhanh cho các bạn đỡ mất thời gian hơn nha. Và thỏi son bóng hôm nay mình chọn là của Merzy, dòng Aurora Duetin. Mình chọn màu DT9 Fantasia Sunshine, một màu đỏ đất có nhũ vàng. Mình sẽ tô lòng môi trước, sau đó bặm nhẹ để son lan đều ra. Nhưng nhớ là không được chà sát môi nha. Làm như vậy lớp kem che khuyết điểm sẽ bị xê dịch đó. Mình chỉ nên bặm nhẹ thôi. Sau đó mình sẽ dặm từng lớp cho màu son đậm hơn. Đối với những bạn môi bị thâm viền, mình có một tip như thế này. Mọi người hãy vén bớt cọ son đi, sau đó tô nhẹ viền môi nha. Tiếp tục bặm đều để son được lan đều hơn và thế là xong. Nếu áp dụng cách này, đảm bảo môi sẽ được cover toàn bộ và màu lên sẽ đẹp hơn. Nhưng nhược điểm là màu son sẽ không được chuẩn 100% nhé. Đối với mình, mỗi ngày mình đều dành ra ít nhất 5-6 phút để đánh son cho đẹp nhất. Nền môi của mình không quá thâm nhưng lại bị đậm màu. Nên đây sẽ là cách mình áp dụng hàng ngày để son lên đẹp nhất nha. Và sau video này, nếu bạn nào áp dụng thành công những tip này thì có thể comment ở dưới cho mình biết nha. Video hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến tận bây giờ. Nhớ like và subscribe channel của mình cũng như các trang mạng xã hội khác như Facebook và Instagram nhé.